Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ những hình ảnh của một đứa bé bị mẹ bỏ rơi ở một ngôi chùa tại Nam Định. Bé trai được để lại cùng ba lô quần áo, một đôi dép và hộp sữa. Bé ngây thơ và chưa hiểu điều gì cả, nằm ngoan trong vòng tay những người xa lạ đang bế. Kèm theo đó chính là tờ giấy để lại của người mẹ, giấy biên nhận. Tôi xin được giấu tên. Tôi có sinh được bé trai ngày 16 tháng 8 năm 2018. Vì tôi không nuôi được nên tôi gửi nhờ xin nhà chùa nuôi cháu hết đời. Tôi không dưng dấn gì hết. Đứa bé ngoan ngoãn và rất khôi ngô. Những đồ mẹ bé để lại. Nằm ngoan trong vòng tay người lạ. Bức thư mẹ để lại. Đọc xong lá thư, nhiều dân mạng tỏ ra cực kỳ tức giận. Đến một cái tên của con, người mẹ này cũng chẳng thèm để lại. Mẹ đã nuôi được con hơn một năm qua nhưng lại chẳng muốn tiếp tục trách nhiệm với bé. Đã vậy lại còn nói lời rất tuyệt tình, cay đắng, nuôi đến hết đời, tôi không dưng dấn gì hết. Nhiều người cho rằng người mẹ đã quá tuyệt tình khi để lại đứa trẻ như vậy. Số khác cho rằng, có lẽ, bà mẹ có nỗi khổ riêng hoặc thật sự không thể nuôi con thêm được nữa. Tuy nhiên, dù có thế nào đi chăng nữa thì chuyện bỏ rơi một đứa bé vốn đã quen hơi mẹ là chuyện thật đau lòng. Đẻ con rồi, mỗi lần nhìn những cảnh này mình đều rất xót xa và thương con quá đỗi. Mong con sẽ có một đời bình an, con thiệt thòi quá rồi, một dân mạng bình luận.